Em mến chào cô chú anh chị và các bạn. Nay vào ngày mới, em mến chúc cô chú anh chị các bạn được nhiều sức khỏe và được niềm vui trong cuộc sống. Đây là một chiếc tàu đồ ủi của Sài Gòn các bạn. Ủi bông sắt chở những xi măng rất là nặng luôn, đang đẩy về Long An. Những loại tàu đồ ủi này rất là mạnh luôn các bạn. Đẩy những bông sắt rất là lớn. Trưa trên dòng sông ở miền Tây cũng rất là nắng luôn các bạn. Nhưng mà vào nước lớn hôm nay có cái anh ngồi câu cá này. Và những chiếc xà lan chở đá qua lại trên dòng sông ở miền Tây rất là đẹp luôn. Vào buổi trưa hôm nay nước lớn, gió, những gợn sóng trên mặt nước rất là đẹp mà các bạn. Đây là có một chiếc xà lan chở đá của Đồng Nai nè. Đồng Nai mà chở đá trên dòng sông ở Chợ Gạo miền Tây cũng rất là xa các bạn. Và dẫn lưu thông chạy ngang trên kênh Chợ Gạo này về Bến Tre nè. Đây có một chiếc xà lan chở hàng khô của Tiền Giang các bạn, chạy rất là lẹ luôn. Trước mũi của xà lan chạy xoáy nước tạt nước rất là đẹp. Và đây có một thêm một chiếc xà lan chở đá của Vĩnh Long các bạn.
có chiếc ghe chạy xoáy nước rất là đẹp luôn. Vào buổi trưa hôm nay nắng rất là đẹp luôn các bạn. Ngồi bờ kè ngắm xuống dòng sông rất là mát luôn. Đây là những hàng cây trên bờ kè, gió lung linh rất là đẹp. Miền Tây cũng có rất là nhiều ghe nhỏ này chạy lưu thông trên những kênh nhỏ, rất là tiện cho những ghe nhỏ chạy mua bán, rất là tiện luôn các bạn. Tuy rằng những ghe này nhỏ hay những xà lan nhưng mà máy chạy cũng rất là mạnh và lẹ luôn. Và đây có một chiếc xà lan chở những thùng hàng container từ Long An chạy về dòng sông Dầm Kỳ Hôm các bạn. Từ dòng sông Dầm Kỳ Hôm chạy về cầu Rạch Miễu của Bến Tre. Video của em đến đây là kết thúc. Em cảm ơn khán giả đã xem hết video của Hồng Hạnh Miền Tây. Hẹn lại những video tiếp theo.